Bột ngọt được pha trộn ngay trên nền nhà và sau đó sẽ được đóng gói đưa đi tiêu thụ. Còn đây là bao bột ngọt thành phẩm. Bằng mắt thường nhìn vào bao bì này, có lẽ không nhiều người nhận ra được đây là bột ngọt đểu. Thưa quý vị, ngày 6 tháng 8 năm 2022, tin từ Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường Công an Tây Ninh cho biết, đơn vị này đang điều tra, làm rõ hành vi sản xuất hàng giả tại một hộ kinh doanh mua bán tạp hóa trên địa bàn thị xã Trảng Bàng. Theo thông tin ban đầu, chiều 5 tháng 8, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Tây Ninh kiểm tra kho chứa hàng của một người đàn ông 35 tuổi, ngụ khu phố Gia Lâm, phường Gia Lộc, thị xã Trảng Bàng. Tại thời điểm kiểm tra, công an phát hiện các công nhân đang pha trộn 100 bao bột ngọt, nhãn hiệu hai con tôm đỏ loại 25kg một bao với hai bao muối loại 50kg một bao. Sau đó, nhóm công nhân xây đóng thành 104 bao bột ngọt thành phẩm nhãn hiệu hai con tôm đỏ có xuất xứ từ Trung Quốc để bán ra thị trường. Tại hiện trường, công an đã lập biên bản ghi nhận vụ việc và tạm giữ 41 bao muối, 331 bao bột ngọt chưa pha trộn và 104 bao bột ngọt thành phẩm để đưa đi giám định chất lượng. Ngoài ra còn có một máy trộn, xay, một bàn cân và một máy mây bao. Vụ việc phát hiện cơ sở làm bột ngọt giả đang được Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra làm rõ. Kính mời quý vị truy cập vào báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhniên.vn để cập nhật những tin tức mới nhất. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký theo dõi và ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức trên kênh YouTube của báo Thanh Niên.